Để cuối cùng các bạn là con này ăn giống như thịt heo, này giống như thịt heo. Chào các bạn. Hôm nay mình về Ninh Bình. Chị ở đây này, nhà nhà đang có tiệc. Đây là cái tiệc. Về đây để coi ở đây có ẩm thực những cái món gì lạ lạ nha. Đó, chị đang làm rau. Trong kia thì đang làm thịt heo nướng lá chanh. Nồi nước lẩu. Đầu gác bên. Bún hả? Mình ngồi bên nhau chờ trái thôi. Bún giò. Bún giò heo. Chú là ưu tiên á nha, ăn trước nha. Đó, rau thơm kìa. Ít thôi. Ít thôi. Ăn giờ nhịn lấy trưa nha. Xin lỗi mấy bà mấy chị mấy anh nha, cho bọn ăn đi đi. Ăn sáng nha các bạn. Ăn sáng đây là bún chả hầm với xương heo. Tranh thủ sáng là tối hôm qua đói bụng quá. Rất là thơm. Không ngon. Thời tiết ở đây rất là lạnh. Sáng mà hấp cái tô bún nóng vậy là rất là ngon. Ba anh em trốn ở góc hè ăn. Tại vì giờ mọi người chưa ăn mà ba anh em tối đói bụng quá, sáng nên tranh thủ ăn sáng sớm. Anh em không dám ngồi bàn ăn đâu, chui đâu. Nhà tắm chui hết rồi. Em ăn cho ngon đi. Đây, bên này là cái bàn tiệc. Để chút nữa mình khách tới là mình đãi luôn. Ở đây là khách tới lúc nào đãi lúc đó. 6 người một bàn. Ở đây khách tới sớm lắm các bạn. Đây là cái tiệc tân gia mừng về nhà mới. Bây giờ là đúng 7 giờ á. Khách ở lối sớm, bà con tới à. 7 giờ. Lấy luôn anh đẹp trai. Gà hả? Gà. Có đâu còn mâm đâu. Bưng nguyên năm chai. Mâm đâu mà bưng. Hết mâm rồi. Để bưng tiếp. Cái gì có heo chiên lá chanh gì đó kìa. Ủa nãy gì? Tôm. Tôm hấp hả? Tôm hấp. Nhìn hấp dẫn à. Rồi vô. Khách vô đông quá chừng. Khách ở đây thì cứ ồ à thôi. Ở trong con thì tới 10 giờ 11 giờ. Ở đây là cứ ồ ạt có một lúc vậy vài tiếng là xong. Dạ. Chứ không lai rai như trong đấy. Dạ. Tới đông rồi là lên ngoài bàn. Đây khách tới đủ bàn là vô ngồi. Chứ không có đợi như ở trong miền Nam với ở dưới miền Tây. Là nếu mà đám tiệc thì cả 10 giờ 11 giờ là sẽ nhập tiệc. Ở miền Tây thì cũng là khách tới đủ bàn thì dọn ra thôi. Nhưng mà ở đây thì 7 giờ là khách tới rồi. Thay vì người ta ăn sáng luôn. Còn ở trong Nam mình thì đám giỗ thì chỗ nào sớm là 10 giờ. Không thì kéo dài từ 10 giờ đến 11 giờ là khách tới đông. Hôm nay đi ăn được, hôm nay đi ăn đứng ở ông bà, làm cái nhà đẹp nha, rất là đấy, hôm nay không say không khỏe, hôm nay không về nha, ăn cứ già ăn cứ tối nha, đây,
mấy bà đang gọt trầu, gọt cao. Đừng ra ngoài kia, chỗ chạy nước đâu. Ra đây. Căn nhà mới bác Thanh Thành. Bác làm cái mâm cơm mời bác chú cao ra đến đem rượu để vui mừng cho gia đình bác. Gia đình có lẩu thì đây có bụng luôn. Mời có rượu không nhỉ? Không nhắm chứ. Tốt nhất là bây giờ ông xem có để làm gì nhé. Không hiểu đâu. Đây. Ông cứ cho đây. Con gì vậy? Thịt bò hả? Bò. Ồ, dạ nghe. Nãy giờ là mấy anh em xong vô bếp nhậu luôn tại chỗ. Đồ rất là mới, rất là nóng, rất là ngon. Giờ mình vô mình thử nha. Xuống tại chỗ nấu nha. Chả là ở nhà tự làm luôn các bạn. Chả lụa là ở nhà tự làm luôn. Các bạn thấy mấy cái ống ở bên hông không? Heo mới làm ngày qua là làm chả luôn á. Nên là không phải mua ngoài chợ, nên không có sợ gì hết. Không có đến dầu quá đâu được. Lấy dầu kia rồi. Con ơi. Đi nữa là đào bồi bồng lại kiến tiếp nhá. Bây giờ trên không giờ nếm tí vậy thôi. Em Việt Anh, cho em ấy để cho cho hai đi nha. Chắc tại chỗ luôn, nóng ngon, rất là ngọt. Đây nha, vô nha, mời các bạn nha. Đây. Mà ra. Giờ là khách khứa xong rồi. Giờ bàn này là giờ mấy anh em. Quá rồi. Đó, mấy anh em ngồi với nhau. Còn anh Lý. Ủa anh ở Sài Gòn ra chú hỏi. Ngon con này nếu mà cần 2.93 nghìn. Sáng nào quá. Quý không quý? Để nó. Thì anh uống đi chứ. Uống dùng miếng mồi anh. Ngọt nó có chứ hại. Anh em nó ngọt quá. À đi, anh em làm mồi mới sáng giờ đó. Em là hung rất dễ thương em. Là lúc nào sáng mà phải chở, sáng hôm qua chở nồi cháo tới để nguyên cả nhà ăn sáng mà thấy ngon rồi. Lòng lợn nấu cháo. Lòng lợn. Đi đâu mà đi đâu mà. Ở nhà làm ra hả? Nếu đi mua chắc không có. Này nó làm lòng giết ngày con. Anh đi em. Anh ơi kể anh nói bác em với thằng này là bạn
đội cho Hoan. Mà lên nhà ta là cũng mấy lần rồi với anh em. Ừ, nhưng mà em gặp anh, nhưng mà gặp anh này cho nên bác yên tâm nhưng mà cũng hai lần rồi. Đấy, là chúng ta phải thứ ba rồi. Quanh đây khoảng 50 người. Ồ. Chú ơi. Bà là ngồi đây nha, ngồi đây nha. À, à, vô. Tôi biết chồng ít nha. Vô nha. Mày chồng ít chồng ít chạy mày luôn. Dạ. Chú lên đến nhà thay mặt để gia đình. Đó là tôi. Anh kể. Đấy. 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 Nãy giờ. Nãy giờ. Đấy. Đây này. Đây là gia đình. Cạn hết. Đi cạn hết chỗ này. Chú cạn hết. Anh em đâu cạn hết. Cạn hết.